Xin chào các bạn, mình là Trần Quế. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gia hạn cái tài khoản Livee nhé. Trước tiên để gia hạn được thì các bạn cần đăng nhập vào tài khoản Livee của các bạn. Sau đó các bạn chọn vào cái dấu màu xám hình tròn dấu trừ này. Đó. Các bạn thông tin người dùng nhé, vào thông tin người dùng này đó, sau đó các bạn nhấn vào mã kích hoạt này nhé, đây mã kích hoạt, sau đó các bạn dán mã kích hoạt vào đây các bạn này. Các bạn nâng cấp tài khoản nhé. Các bạn nâng cấp giúp mình. Đây, nâng cấp thành công là như thế này nhé. Đây, các bạn đã nâng cấp tài khoản thành công đây. Các bạn trở lại đi. Đúng đây là hạn của nó là ngày 20 tháng 3 nhé. Thì bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra xem hạn của nó là bao nhiêu. Đây, sau khi nâng cấp lên nó đã là tháng 9 rồi đây, 20 tháng 9 rồi đây. Đó, vừa giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách gia hạn nâng cấp tài khoản Livee. Đó, mọi thắc mắc hay cần tư vấn các bạn có thể inbox trực tiếp vào Facebook Trần Thị Quế hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại 0981572157 giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào.